Anh em xin chào các bác. Cửa hàng có hai mẫu âm ly cổ của Technic. Nếu để nghe nhạc lời như các bác đang nghe, đó là những bài hát thiên về lời, chơi vào những đôi loa kiểu cổ. Đôi loa các bác đang nhìn thấy cũng gọi nó là loa cổ được nhé, chứ không cần nhất thiết là phải là loa mắt cáo, gọi là tê tái luôn nếu là dùng để nghe nhạc cổ, nhạc trữ tình, nhạc lời. Hai mẫu âm ly này cửa hàng đều bán đồng giá là 2 triệu đồng. Con trên này thì kích cỡ nó tầm 43-44, còn con dưới là 40 anh em nhé. Mã dưới là SU3050, còn con trên là V11. Chất âm đều xem như nhau. Và đã là âm ly cổ thì công suất nó ghi rất nhỏ, nhưng độ âm thanh thể hiện ra thì cực kỳ ngọt ngào và thừa sức để đáp ứng nhu cầu nghe nhạc của các bác. Bởi vì anh em hiểu ấy, là nếu nó sản xuất ra không dùng được thì nó sản xuất ra để làm gì. Thậm chí con âm ly này nó ghi chỉ có 3 mấy W thôi, nhưng nó còn thiết kế cả 2 đôi loa liền đó. Anh em nhìn kỹ mặt tiền con âm ly phía trên Technic V11, đầy đủ các tính năng, cân loa, lao lớt, bát chép, không thiếu cái gì đó. Còn bên dưới cũng như vậy. Chiều dày thì hai sản phẩm này như nhau. Mặt tiền thuộc dạng đẹp xuất sắc và để nghe nhạc thì hết ý luôn, nếu nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình. Các bác có loa toàn giải, loa cổ, đây là viên thuốc cực kỳ giá trị, viên thuốc quý để anh em trị những dòng loa đó. Nhưng mà giá tiền các bác bỏ ra thì lại cực kỳ rẻ. Những ai đã chơi âm ly cổ thì chắc chắn sẽ hiểu điều đó. 70W 100V 371, con dưới ghi 38W. Nhưng anh em đừng nghĩ là con này nó kém khung khỏe bằng con trên nha. Cái này chỉ là công suất tiêu thụ điện thôi. Hai con đều nó có những cái cầu chì đằng sau rất sang trọng. Đó. Con dưới thậm chí nó còn thiết kế cả A cộng B luôn cho anh em. Đó. Chất âm rất to, rõ ràng, ngọt ngào. Mời anh em nghe chất âm. Những gì tôi nói các bác là nó thể hiện bằng việc test nhạc luôn ở đây. Lọc một vế loa. Đấy, một vế loa đã ra to đấy anh em nhá. Cái này nó là gài này, nên nếu mình cái đầu dây của nó to quá nó không vào hết là nó không tiếp xúc. Đặc thù cái dòng Technic như vậy. Vì mình cắt cái đầu dây mình ấy nó không chuẩn. Rồi, để xoay lại. Bên trái anh em nhá. Bên phải. Ta đi sâu vào tâm tư, không ta theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ. Với mức âm lượng này á, nhiều khi nó còn ra chất âm to hơn cả những con âm ly khủng anh em nhá. Tình tôi em quá to, quá rõ, quá trong. Vì mãi đây tôi xa cách kinh thành. Tại sao nó to được như vậy? Bởi vì âm ly cổ nó rất nhạy loa. Nó nhạy loa. Và thực tế những cái âm lượng các bác đang nghe nó chỉ tầm 5W thôi. 5W công suất thực tế ra nó cực kỳ lớn rồi anh em nhá. Anh em để ý những cái loa tivi nhá, mỗi bên có 5W thôi đấy. Nếu các bác mở hết cỡ loa to tivi ra thì nó to đến mức nào. Nên là các bác cứ nhiều khi các bác không có sự nhìn nhận khách quan, lại cứ bảo loa nó mấy trăm watt, loa mấy trăm watt các bác nghe làm sao được, làm gì mà có sức mà ngồi đấy mà nghe. Loa tivi mỗi bên có 5W, các bác mở to hết cỡ ra xem nó to như nào. Đi dưới lá vàng khô, lỏng cái dây. Gieo khúc quân hành đưa tiếng người trung phu. Bát chép còn chưa chảy nhá. Trong sao trời lấp lánh. Bát chép chưa chảy. Đường về đôi mắt cố nhân chiều xưa. Đêm nay tôi nhớ đến anh. Bát chép chưa chỉnh, lao lớt còn chưa tận bấm. Nếu mà ra chất đông được như thế, tôi sẽ làm một video khác cho con đông đi phía dưới.